Mua dèo quá vậy? Reaction. Và hôm nay thì tụi mình sẽ reaction một cái MV parody, trời ơi, rất là chờ đợi luôn, của Huỳnh Lập. Ôi, mình rất là thích Huỳnh Lập. Bùa ăn. Bùa ăn. Rất nhiều bùa rồi. Ba đi của Bùi Yêu à? Chờ đến phút này để coi đi. Bắt đầu nha. 17 reaction. À, cái chữ cũng giống. Bùa ăn. Phong chữ này ngon. Quay đẹp quá, quay đẹp quá. Áo này, cái áo Huỳnh Lập biết chỗ mua luôn. Bữa sáng tí mua cái áo này rồi. Hên quá không mua, đừng mua ngay. Ồ, thịt kho trứng. Đúng không? Món miền Nam. Em ơi, tại vì cái món mà Tết là đừng mua ngay. À, đang bị đấu tranh tư tưởng. Muốn ăn hay là trong đầu sẽ có hai luồng. Ăn, không ăn, tốt, không tốt. Dễ thương quá à. Ôi, sao giọng giống Bích Phương vậy? Bích Phương ha. Ăn hết luôn đây. Ôi, có dẻo quá vậy? Dễ thương quá à. Ừ, cái gì ăn dễ thương. Trời, đúng cái kiểu luôn, đúng cái kiểu luôn. Chỗ ta đang ăn uống mà vô nó lèm 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 gì vậy? Trời ơi. Nhìn đồ đồ dễ thương quá hả? Dễ thương. Ở đâu ra vậy trời? Dễ thương. Sao radio đi chứ? Ai đáng yêu quá à. Ui, đi giữ nó luôn nè. Dễ thương. À, ăn hoài vậy? Tết, Tết ăn chứ. Bữa sáng tí mua cái áo giống vậy luôn màu vàng. Bữa sáng tí mua cái áo này rồi. Hên quá không mua, đụng hàng. Vậy còn áo nào muốn mua nữa không? Ơ, là anh chứ. Đấy, cái bàn đẹp quá. Đúng chỉ Tết luôn á, Tết là anh liên tục. Anh và anh. Hội hè, tụ tập gia đình anh. Bạn ta và anh, what the fuck? Không quê. Dễ thương. Chính tinh thần, chính tinh thần. Thịt kho bánh tét. Trời, đúng kiểu mùi yêu luôn ấy. Răng đẹp nhờ. Tỉnh. Tỉnh luôn á. Đúng sao, đúng vô duyên luôn nè. Lâu quá sợ. Nét chạm biết kìa. Đúng kiểu mình làm. Ôi dễ thương. Xuất sắc. Vì thế là tất cả chỉ cứ ăn thôi. Thật sự luôn á. Sáng một buổi, trưa một buổi, tối một buổi nè. Ngày ba bữa cứ ăn. Ngày ba bữa. Quay đẹp quá, quay đẹp quá. Cái màu làm gì ấm áp á. Cái màu nó khối. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi quá trời đồ ăn kìa. Dễ thương quá. À, cứng quá hả? Nhảy dễ thương. Trời ơi, thấy là hát chứ. Dễ thương quá. Sao anh đánh tôi? Chứ gì nữa? Bà làm gì bà ám tôi hoài vậy bà nội? Chứ sáng giờ theo anh, tôi thúc anh ăn hoài không chịu ăn nè. Trời ơi, đồ ăn ngon quá trời, mọi người đều ăn. Rất phải quà, chịu nổi. Không có dám ăn. Để ăn vô cảm giác nặng nề, dáng mất trang, mặc đồ tốt không có đẹp. Có à, quảng cáo. Để giảm cân hả? Quảng cáo. Bà lanh quá trời lanh luôn à. Cái này đâu phải là trà giảm cân. Đây là trà Olympi Plus. Có OTBB giúp OTBB giúp hạn chế khu chất béo nha. Còn đây là Olympi Plus. Ủa, bị mới hả? Kiểu như nó quảng cáo không bị lố ấy. Coi dễ thương. Đỡ hơn là nếu đang chiếu tự nhiên cái bục nó quảng cáo vô nó khó chịu. Là hạn chế chất béo chứ không phải là trà giảm cân. Hay hơn. Trời cân. Ôi, khỏi đó dưới đây quá à. Bà bánh nhảy tiếp. Kiểu nhẹ nhàng á. Nhưng mà nói chung là hình ảnh đầu tư không thể bỏ qua. À, dễ thương. Ăn tích ngân, thì nhẹ dáng son. Ủa, nhưng mà tiếp lớp chanh là nó mới ra phải không? Ờ, chứ có chừng dễ dàng mà mới ra chưa phải. Chưa uống ti lông lớp chanh bao giờ, nhưng mà tiếp lớp kia thì ngon. Uống rồi, cái là ngon, rất là dễ uống, không gì ngon. Ê, nói nghe nè, từ xưa giờ thì uống trà này lắm. Thì uống trà ô long này lắm. Bởi vì uống cảm giác kiểu rất là nhẹ và lại rất là tỉnh ấy. Tức là lúc nào mà kiểu đang mệt mà trong người uống trà xanh xong mà trà ô long, kiểu cảm thấy đầu óc nhẹ thật sự. Nói chung là cái kiểu hình lập nó là như vậy rồi. Nó rất là nhây. Nó duyên nhưng mà
quảng cáo cũng nhiều, trường hợp quảng cáo nhiều, nhưng mà không có cái clip nào mà cảm thấy bị nhàn hay là nó quảng cáo bị lố quá ấy. Nhưng mà trời, kiểu như là cuối năm ha, kiểu tất cả các bên media YouTube kiểu ào ạt ra sản phẩm kiểu trả nợ cuối năm. Nghe là cái nhà có vừa yêu công nhận. Kiểu cứ làm kiểu bắt anh tay hay không anh, không anh hay anh nói một lời. Nhưng mà ok, dù sao thì mình làm một cái chỗ bữa rất là duyên dáng, cho nên là dài thôi, rất là dễ thương luôn á. Tết này biết ăn hay nên hay không ăn đây? Uống tim lết à? Ok. Ê, xem lại đi, dễ thương quá hả? Rồi, xem lại sau. Rồi, nếu các bạn thích video hay đừng quên like, share và subscribe cho F channel. Bye. Bye bye.